nhóm thí sinh đầu tiên thật là dễ thương và đáng yêu. Mời các cô chú nhận xét về tiết mục đầu tiên trong vòng thi ngày hôm nay. Vòng thi kết hợp nhóm. Nhóm này có một cái lợi thế là rất nhiều bạn tràn đầy năng lượng. Có thể khi các con hát một mình các con xuất sắc, nhưng mà khi các con kết hợp nhóm á, rất là quan trọng là cái tinh thần đoàn kết đó. Bởi vì nếu một mình bị hư, mình thất bại không sao, mà vì một cái gì đó mà cả 5-6 bạn cả một tập thể chịu thì cái điều này nó thiệt thòi cho cả nhóm. Cái đây là một cái điều hết sức là quan trọng các con nha. Ở đây thì các bạn gần như đồng đều với nhau, đã có những cái thể hiện nó kết với nhau rồi, nhưng vẫn còn một hai bạn loạn choạng chưa có cái sự kết nối với nhau về những cái động tác, về những cái giao lưu cùng với nhau. Cái không khí thì rất là ok. Thầy Bác, thầy có nhận xét gì cho bài biểu diễn của các con ngày hôm nay so với quá trình thầy tập? Thực ra hôm nay các con làm tốt hơn kỳ vọng của thầy, bởi vì thầy nói với các con rồi, nếu mình lúc mình tập mình được 6-7 điểm thôi thì mình hát chỉ còn được 4-5 điểm. Bao giờ mình lết được tới cái điểm 8,5, điểm 9 thì lúc đấy mình sẽ có điểm 10 trên sân khấu. Nhưng mà hôm nay thì các con làm tốt, tập thì được 6-7 điểm thôi. Hôm nay diễn này thầy cho là nghĩ là 8 điểm được. Baby, chỉ cần nhìn thấy em cười chút thôi là lòng anh đã chót nhớ nhung rồi. Baby, baby, chỉ cần em ghé qua đây một lần thôi là anh đã biết chót yêu em rồi. Baby, sao trái tim này lại loạn nhịp như vậy? Thậm chí không thể kiểm soát thì mỗi khi vỗ nhìn thấy bóng dáng một ai kia làm anh say, làm anh bay. Mà giờ nào anh cần ngơ cứ như đèn trên mây. Tại sao đôi môi anh có thể là vào vòng không vô địch? Là vào đôi môi em mỉm cười, em mắt lung linh. Và đôi chân dài như mang của vẫn là giá tên đến vòng chim. Khi sự thật là em vừa xinh với cả bình tĩnh. Những phút ấy khiến con tim anh càng thêm vấn vương từng ngày. Chờ để em từng ngày. Lòng em bối rối, đắm đuối, chẳng biết em nghĩ gì đây đều như lúc này. Một lần thôi anh chỉ muốn nói hey. Baby, baby, chỉ cần nhìn thấy em cười chút thôi là lòng anh đã chợt nhớ nhung rồi. Baby, baby, chỉ cần em ghé qua đây một lần thôi là anh đã biết cho yêu em rồi. Baby, 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 em đâu phải chỉ còn anh yêu. Baby, 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 nobody beautiful like you. Baby, 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 so beautiful, beautiful. Hôm nay em muốn thấy anh đứng xa đến nơi đâu. Anh dừng ra em ngồi đi đêm trong màu hấp dẫn bờ đề. Đâu trên Instagram chẳng thấy hình anh đâu của chàng. Yêu em qua đôi lời lời chị nhé bé mẹ đã làm quen. Em nhớ ánh mắt, em nhớ cả bờ môi. Và em thích cả anh nhất, yêu anh chỉ vậy thôi. Em nào đâu phải là siêu nhân, như sẽ có mà lỗi anh cần. Khi chưa nào mà lỡ đến chưa, khi em thì sẽ chẳng nói bật. Nhớ phút anh khiến con tim em càng thêm vâng vâng từng ngày. Chờ đợi anh từng ngày. Lòng càng thêm bối rối, đắm đuối. Chẳng biết anh nghĩ gì đây đều như lúc này. Một lần thôi em chỉ muốn nói. Em cười chút thôi là lòng anh đã chót nhớ nhung rồi. Baby, baby, chỉ cần em ghé qua đây một lần thôi là anh đã biết cho yêu em rồi. Baby, 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 and nobody beautiful like you. Baby, 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 you're so beautiful, beautiful. Baby, 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 and nobody beautiful like you. Baby, 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 you're so beautiful. Kia dịu dàng, nhớ nhung vẫn vẫn nhẹ nhàng, nhớ mãi tình yêu muộn màng, môi em vẫn chưa chạm đến đâu. Nhớ những phút giây gần như em, từng mãi nhớ nhung bồi hồi. Cause I just wanna tell you, baby. Baby, baby, chỉ cần nhìn thấy em cười chút thôi là lòng anh đã chót nhớ nhung rồi. Baby, baby.
Hồi đầu á, mà khi mà thấy một cái sự kết hợp á, mới nhìn thì nó trời ơi, cái nhóm mình lộn xộn quá. Diva kết hợp với thị trường rồi, nhạc truyền thống rồi, rồi nhoi rồi. Trời ơi, cô nói chết rồi, cái nhóm mình lộn xộn không biết như thế nào đây. Nhưng một sự kết hợp quá là xuất sắc được không? Cảm ơn cô. Trời ơi, ông nhoi mà ông cũng vô được nhịp. Hạch đúng tông, phô có một chỗ một thôi. Nhưng mà con duyên lắm. Cô cứ lo là con nhảy tùm lum, nhưng mà lúc con lắc không, trời ơi, cũng giống y chang như các bạn. Con nhoi đúng, đúng nhịp nha. Phúc, các bạn khác á, là ok, khen được hoài, nhưng mà con cứ bị là nó không có rõ được phong cách. Nhưng mà khi con vào trong một cái team như vậy nè, thì tự nhiên thấy con có một cái vai trò riêng, tự nhiên con tỏa sáng liền, hợp lý với con liền, con hợp với lại nhóm. Chúc mừng. Nói chung là tụi con ok hết. Ai như thế nào em không biết, nhưng mà em vote cho Phi Long ngay từ đầu, em lên đệm đàn là chị biết rồi. Anh thì khi mà cảm giác lúc đầu ấy, có thể là bọn em đang bị hồi hộp nên là khúc đầu nó chưa quyện với nhau lắm, nhưng mà bắt đầu từ lúc sau thì anh nhắm mắt anh nghe, cho đến lúc anh nhìn bọn em diễn ấy, anh cảm tưởng bọn em như kiểu một nhóm nhạc thật rồi ấy. Rất là nể, tại vì là có một thời gian ngắn bọn em tập với nhau thôi, mỗi người một màu, mỗi người một phong cách, nhưng mà khi mà em hát chung với nhau ấy, bọn em biết nhường nhau, em biết bè rất là quện luôn, và có những cái hỗ trợ cho nhau, nên là chẳng biết nói gì nữa, quá là đáng yêu rồi. Anh xem rất thích, thực sự luôn. Đặc biệt với nhóm con là đủ màu sắc hết trơn á. Nhoi có rồi, đẹp có, sắc nét có, quậy có, đủ thứ. Nhưng mà kết hợp thành một cái nhóm, đúng rồi. Đặc biệt là phải có lời khen cho Hoàng Anh, tại vì lúc đầu nó rất là lo cho Hoàng Anh. Thì khi Hoàng Anh thể hiện solo thì cái cá tính mà rất là mạnh. Nhưng mà khi mà vào trong một tập thể thì Hoàng Anh biết nhường các bạn còn lại. Nó là một cái điểm cộng rất là đáng yêu. Một tràng pháo tay dành cho Baby Baby. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của nhóm thứ ba với nhạc phẩm Titanium. Đây là một cái phần trình diễn mà có lẽ giám khảo cảm thấy đau tim thay cho các thí sinh. Cái bài hát này nó quá nặng đối với cả 6 em. Thật sự là nó không có những cái đất để mà người ta phô diễn phần solo là có, nhưng mà nó lại đều là khá nặng. Những cái người mà có nội lực nhất trong nhóm thì lại gặp phải những phần quá khó. Chẳng như là không chỉ có một lần các giám khảo đã khuyên Phi Long lớn là đừng có quá ham nốt cao. Giữa việc hát nốt cao và việc hát thất thanh đôi khi nó rất là gần nhau. Đấy thì là đã có những cái lúc mà trong phần trình diễn của mình là Long bị lộ ra cái điểm yếu đó. Tức là chính cái nốt cao nó làm hại mình. Nhưng mà ở những cái phần kết hợp với nhau, đặc biệt là trình diễn chung với nhau thì nó rất là ổn. Cái phần của bài hát nó tương đối phù hợp để có những cái phần chung như thế. Cho nên thực ra cái này nó rất khó nhận xét, nó không thể tốt ở những cái nhóm khác. Một phần là do cái bài hát nó quá khó. Một cái điều chú thấy là có sự so le giữa các bạn rất là lớn trong đây. Phải nói 50-50, các bạn chưa có kết hợp được chặt lại với nhau, những cái giọng hát nó bị trên nhau hơi nhiều. Cái nhóm này có nhiều người tốt nhưng mà kết hợp lại nó trở thành không có tốt. Thử trên với nhau nó lớn một, lắm. Sẽ có những cái bạn thủ thẳng xuống nó hơi rõ ấy. Tức là bọn em nên chọn những cái bài mà đỡ được cho nhau ấy. Có thể hòa quyện hoặc là hát bè với nhau được thì nó theo anh thì khác lên một chút xíu, thì cái này nó liên quan tới kỹ thuật. Thì ở đây là một cái ca khúc pop dance theo thể loại electro, được thể hiện rất nhiều ở những cái phần mix vocal. Thì ở đây chúng ta là âm thanh live không đủ, cũng phải thông cảm cho các bạn. Chính xác. Nếu như có một chút xíu delay hoặc là verb trong đó thì cái phần thể hiện solo đã hay rất nhiều. Nhưng mà không thể phủ nhận được là các bạn rất là cố gắng, bởi vì những cái phần dàn dựng nhảy và phần chia bè chia câu anh rất là thích. Cái phần chung nó rất là ổn và đúng là một cái mô hình nhóm tốt dàn dựng với nhảy. Cho nên nếu mà với một cái bài vừa sức hơn thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nó chỉ nặng là cái phần solo thôi. Nhưng mà không sao, tại vì mọi người đang chấm một nhóm mà. Cho nên là có những cái phần mà các em kết hợp với nhau, thậm chí là biết nhường nhau. Ví dụ chẳng hạn như là mọi người sẽ nghĩ rằng là những cái thí sinh thực lực rất là mạnh như là Mai Chí Công chẳng hạn, có thể em sẽ nổi bật, em sẽ lấn át những bạn khác. Nhưng mà không, ở cái phần này em biết kết hợp các bạn xung quanh rất là tốt. Thì đấy là những cái điểm mà mọi người sẽ ghi nhận, không chỉ có em Công như em khác cũng vậy. Một điều cuối cùng thôi là anh muốn khuyên là ví dụ như các em đã xác định vào nhóm rồi thì những cái câu lead vocal thì các em có thể phô diễn được cái cá nhân của mình, ok. Nhưng mà những cái câu hòa giọng hoặc là những cái câu mà hát chung với nhau, hát bè thì bọn em nên tiết chế cái cá nhân của mình lại và nên nhường cái đất lại cho tất cả cả nhóm để cùng nhau có một cái nền và cái phần bè quện nhất, thế thôi. Cảm ơn ý kiến của ban giám khảo phản biện. Thực ra là tất cả những cái vấn đề mà ban giám khảo phản biện nói thì nó hoàn toàn đúng. Nhưng mà nó cũng có những cái câu chuyện để mà chúng ta có thể nói được về phần trình diễn này. Ví dụ như là riêng việc kết hợp 6 cái giọng hát này lại về tầm cữ giọng. Tại vì các em là gần như là trưởng thành so với các bạn kia rồi.
thì lúc đó cái giọng nó phân hóa rất rõ ràng, giọng nam, giọng nữ, giọng alto, giọng soprano nó đã phân hóa rất là rõ ràng so với các em kia. Cho nên là cái việc đối với ban huấn luyện chọn một bài hát cho các bạn này là cực kỳ khó. Nhưng tại vì công việc là bắt buộc phải chọn một bài để kết hợp, và cái thử thách đưa ra cũng là phải kết hợp được một cái nhóm với cái độ tuổi như thế này để chúng ta có thể làm vào lâu dài. Chúng ta đều biết là để mà kiếm một bài hiện tại trên thị trường mà quen thuộc với các em để các em tập được trong thời gian ngắn và kết hợp một nhóm thì nó là một cái điều cực kỳ khó. Và chính vì vậy là cái bài này nó rất khó đối với các em. Để mà lết được qua hết bài này như thế này thì thầy nghĩ là các em đã làm tốt. Cái thời gian mình tập không nhiều và tập trung với nhau thì lại càng hiếm nữa. Cho nên là thầy nghĩ là các em đã làm rất là cố gắng và tốt hơn cái sự suy nghĩ của thầy. Vì đây là cái bài thầy lo nhất, nhưng mà các bạn làm tốt và thầy phải tuyên dương Minh với cái vai trò của mình ở trong nhóm. Em đã lead được nhóm về đích an toàn với bài hát này. Mọi người sẽ hoan nghênh rất nhiều bài Baby Baby, và lúc đấy thầy ở đây, thầy nhấm nháp cái hương vị của cái sản phẩm mình tạo nên thôi. Nhưng thực ra là ngay sau sự nhấm nháp đó là thầy biết là tại vì bài đó dễ, bài đó có rất là nhiều đất để mà có thể cho mà. Nhóm hát nó là pop và sẵn nó làm từ một nhóm rồi. Nhạc đen và hơn nữa là các em kia vẫn còn ở độ tuổi thiếu niên và thiếu nhi. Thành ra là cái tầm ngữ giọng rất là dễ phân chia câu, nó đơn giản hơn so với nhóm tụi con nhiều. Thế nên là các con hoàn toàn có thể tự tin là với cái khoảng thời gian như thế này, với những cái điều kiện mà chúng ta có thì các con làm như vậy thầy hài lòng. Đó là lễ về đích an toàn là tốt. Và bây giờ là phần biểu diễn của Bóng Bóng Bang Bang với tác giả, đó là ban giám khảo đang ngồi dưới đây. Một tràng pháo tay cho tác giả Olisi. Cũng rất muốn nghe lời nhận xét của nhạc sĩ Olisi trước, có đúng không? Xin mời anh. Trước tiên là các em làm cho anh rất là vui. Rất là vui là cái ca khúc của mình được thể hiện trọn vẹn một cách mà đáng yêu như thế. Đây là một cái nhóm rất là dễ thương.
Tất cả mỗi bạn, mỗi thành viên trong nhóm đều nhường đất thể hiện cho nhau. Nhất là Vương Mộng Tuyền thể hiện lúc ôi à, rất là giống cô Tấm. Các em cám quá. Không, em nói chuyện dễ. Hợp ha, hợp ha Linh. Thêm nữa là vũ đạo rất là đáng yêu. Không biết nói gì hơn nữa là Olexi xin chúc mừng phần trình diễn của nhóm. Cho nói là cô Vương Thanh nói là trong cái nhóm này cũng có một cái công chúa chứ không phải là Tấm Cám nữa. Thật sự ra thì nãy giờ thì chú rất là thích cái nhóm này nhất, có vẻ là đồng đều nhất. Thứ nhất là biên đạo chọn những động tác cho cái bài này rất là dễ thương, nó rất là gần gũi và độ khó không cao, nhưng mà các bạn làm rất là đều mà rất là dễ thương. Và cái mặt mọi người mà đi diễn bài này cũng rất là hớn hở lắm. Có nghĩa là Tấm thấy Tấm không à, không có thấy Cám đâu thôi. Thì thấy ba cô Tấm với ba hoàng tử là quá đẹp. Sắp tới nếu mà Olexi có ngã ý thì viết tặng cho nhóm một bài hát cũng được. Chào vỗ tay cho Olexi. Rồi, cảm ơn các con. Một phần trình diễn rất là dễ thương. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nhóm cuối cùng. Một tràng pháo tay cho nhóm 5 cô gái xinh đẹp, đáng yêu và dễ thương của chúng ta. Nhóm cuối cùng là sự kết hợp của 5 cô nàng xinh đẹp, cá tính Anh Thơ, Việt Linh, Diệu Hân, Hoàng Anh, Quỳnh Trang với ca khúc All About That Bass. Tuy nhiên, với quá nửa số thành viên ở xa, những ngày tập luyện đầu tiên của nhóm gặp không ít khó khăn. Khi chỉ có Việt Linh và Hoàng Anh có thể tham gia, hầu như nhóm phải trao đổi với nhau qua Internet. My mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little muffin. She says boys like she's a boy. Da, da, da. She says boys like a little booty to hold a knife. Thực sự là khó bởi vì các bạn cũng biết rồi. Chỉ có 2 trong số 5 thành viên ở đây thôi. Và cái phần chia câu thì các bạn đã nắm được hết rồi. Nhưng mà nó vẫn chưa thể hiện ở đây cho huấn luyện viên thấy. Và thực sự là Bách đang lo, Bách đang khá là lo. Khi mình hát hay bạn mình hát, mình cũng vẫn phải diễn. Mình cũng vẫn phải là cái cô gái trong cái bài hát đó. Cô gái không hoàn hảo nhưng mà lại rất là mạnh mẽ đó. Diễn bằng cơ mặt và ánh mắt và giọng hát trước cho thầy. Because you know I'm all about that bass, about that bass. Yeah, it's pretty clear. Cái mắt nhìn đâu? I ain't no size too, but I can shake it, shake it. If you got beauty, beauty. Rồi, mỗi người đều phải sexy theo cách của mình. From the to the top. Come back, me cái ánh mắt vẫn phải diễn nha. So if that's what you're into. Đây không phải là một bài có nhiều chỗ để khoe giọng, để các thành viên thể hiện cá tính của mình. Nhưng ngày hôm nay được một vài phần gợi ý thêm thì các bạn đã tìm được cái chỗ để mà thể hiện được cái giọng hát của cá nhân mình. Các bạn đã tự tìm cách đột phá được. Đây là cái điều mà Bách nghĩ là các bạn ấy có sáng tạo. Đặc biệt cô bé Anh Thơ đến từ Hà Nội thì lại thể hiện một cái chất nghệ sĩ Bách rất là thích. Thực sự là 5 cô gái này làm cho Bách thấy là hình như mình chọn bài này cũng không phải là quá nhầm. Với sự nỗ lực, cố gắng của tất cả các thành viên, các cô gái của chúng ta có thể có được một màn biểu diễn bùng nổ trên sân khấu. Các con dễ thương lắm, nhóm này chú cho cao điểm lắm. Nhưng mà cho cao điểm từng cá nhân thôi các con. Vui, rất là vui nhưng mà hơi ồn. Nó có cái này nè, khi các con kết hợp với nhau đó, hình như nó mỗi người thể hiện cái cá tính cá nhân nhiều quá, chưa có sự nhường nhịn lẫn nhau đó, thành ra nó bị hơi rối chút xíu các con. Nhìn tổng thể á, nó hơi ồn chút xíu. Chú tức là có một số đoạn hơi giống rối chỗ nhau. Nào? Em nói là rối chỗ nào? Có một vài chỗ hơi giống cãi nhau. Nhưng mà một vài đoạn đúng rồi, mình chưa phân vai được. Người nào làm cái gì, làm gì, nó chưa nhịp nhàng lắm các con. Từng cá nhân thì ok lắm, nhưng mà sau kết hợp lại, chú thấy nó sai sai sao? Linh này không biết là cái bài hát này thực ra là nó về một cái cô gái hơi sai sai.
Đúng rồi. Trời sao? Trời sao? Cái bài này á, đúng nó phải hơi có họp chợ một tí nó mới vui. Đó, cái bài đó. Nói về phần nghe thì Olysee thích phần nghe của nhóm này nhất. Tại vì trong năm bạn này thì đã có bốn bạn là Olysee rất thích chất giọng của bốn hoặc bạn này rồi, và nãy thì cho điểm rất là cao. Cho nên là bây giờ mà nãy cho cao đúng không? Đúng rồi. Bây giờ cho vợ. Nên phần nghe, về phần nghe thì thích nhất, còn về phần nhìn thì đôi khi các bạn hơi loạn choạng, hơi lộn thiếu xộn, hơi lộn xộn cái đội hình thôi. Nhưng mà về hay hát mà. Thì từng hay bạn mà. Thì Olysee rất là thích. Tại vì là cùng gu thể loại âm nhạc có vẻ tại hợp nhau. Tại vì anh em hơi sai sai, anh Linh anh đúng. Đây là cái nhóm nó toàn nữ cho nên nó có sự tương đồng. Và thành ra là cái phần nghe nó dễ chịu hơn, dễ là dễ hiểu thôi. Nó không bị những cái trịch choạc. Nhưng mà cũng vì là toàn nữ cho nên là có những đoạn nó bị họp chợ. Nhưng mà cái bài nó như vậy. Nhưng mà thực ra ở những cái phần mà solo ấy thì các em rất là có ý thức để là có thể là thể hiện, để giữ lại cái ấn tượng riêng của mình trong cái từng đoạn solo dù nó rất là ngắn. Thì đấy là cái nỗ lực của từng em. Tuy nhiên là mỗi em thì có những cái khả năng khác nhau, cho nên cũng không thể nói là bằng chỉ có được những cái phần kết hợp với nhau thì nó rất là hiệu quả. Vì nó đúng nghĩa là trình diễn ấy. Lý do là có thể là do các em là năm nữ hiểu nhau nó dễ hơn thôi. Một tràng pháo tay cho năm cô nàng xinh đẹp, dễ thương và đáng yêu.